sang cái màn hình mà em đang xem. Vâng, rất may không chuyển sang cái màn hình mà em cũng như chị Mai đang theo dõi. Một bộ phim truyền hình Nhật Bản, nó dài tập, nó không một tập thôi, nó khoảng tầm 48 phút. Rất may trong cái rủi để có cái may anh em ạ. Vâng, chuyển nhầm màn hình, nhưng rất may rằng những cái việc, những cái hình ảnh mà em và chị Mai đang xem thì anh em khán giả thì vẫn chưa biết được. 14/16 rồi, quýt đồng e chưa nhỉ? À, đóng rồi. Vâng, dạo gần đây game thủ rất hay quên đồng e, và thi thoảng có phải hét với lên xong phòng bên kia. Vâng, bên kia thầy giáo được. Vâng, bình luận viên VM đang bình luận cũng như team lợn trực tiếp cho game thủ về lớp cũng như cam quýt. Rất may tình huống vừa rồi không chết dần. Vâng, làm thầy giáo nghe bảo dạy tiếng Nhật hay gì đấy, khả năng cao vẫn chết. Như vậy vẫn chết dần trong tình huống vừa rồi. Vâng, giới thiệu qua chút về thầy giáo được bên kia. Thì ngày thì đi dạy thôi, dạy tiếng, đêm đi bình luận, tháng lương người 22-30 củ, nhưng vẫn không đủ tiền cho cô người yêu, cô ấy mua son mua phân. Vâng, xem hoạt hình à, không biết chuẩn được chưa anh em nhỉ? À, tỷ số là 2-2 anh em nhá, phần chết dở nãy giờ quên mất, dạo này nhiều thao tác quá. Bây giờ bên VEC đang có thêm chương trình. Đây, sau mỗi trận đấu thì đưa cái màn hình các anh em game thủ, à các anh em khán giả, top 5 fan cứng cũng như top 5 những người tặng sao lên xong. Vì vậy nó mất hơi nhiều thao tác, tỷ số đang là 2-2 rồi. Và đây là trận đấu chung kết cho cả hai bên. Liệu rằng 2-0 về C hay sẽ là 1-1 về C? 1-7 hữu 7 cho Cam Quýt, đồ ăn cũng kiểu hòm hòm rồi. Bài đủ luôn, từ bài ekip của Cam Quýt chuyển sang máy phê lớp. Vâng, huyền thoại Marcelonia, hoàng tử Maxi cũng có hưa vòi về hai vòi một thương. Lớp đang muốn cố dắt thêm một con vòi ở vị trí rất xa nhà chính về, một con vòi nằm cách nhà chính khoảng tầm là 1000 móng nhà chính, 25 nông dân. Nhưng quan trọng trận này lớp đang có hốc anh em ạ. Ơn rồi, lớp đang nhìn ra chỗ của riêng mình, và mình nghĩ rằng với con mắt tinh tường của mình thì anh em cũng như về lớp sẽ nhìn ra chỗ của Maxi trong bài này. Và một chiếc góc rất đắc bình, góc 12 giờ, và có luôn vàng trong mặt 12 giờ, có vàng trong, và chúng ta đang có cơ sở tin vào một trận đấu mà hoàng tử Maxi sẽ tỏa sáng, đâm bay nhà Sumerian cũng như rũi bay nhà Qatar đang là những điều chúng ta có thể có quyền hy vọng. 3 vòi về, một người hưu gây khả năng phát lên đời tốt, và đang là có hốc cho phía lớp rồi. Khả năng nhìn hốc của lớp thì rất nhanh thôi. Lớp đang muốn bò rộng ra bài này, thực ra không phải rộng quá. Phim này không phải phim những người cùng khổ mà những người cùng sướng. Vâng, chúng ta có quyền hy vọng một map đấu này của về lớp, một bài Maxi có hốc và đang muốn cơ cầu rộng ra trong bài này. Vàng có lẽ rằng ai em đoán vàng góc 12 giờ là đủ. BM lượng gỗ đang là cực kỳ nhiều. Sợ cho có hai sân đóng nhà anh ơi. Ở bên kia game thủ Hồng Anh cũng như Chiến Công đang là những người lên đời khá sớm. Quýt vẫn chưa thể lên đời khi việc mà Quýt đang để chết một dân đầu tiên. Ông chính xác là con dân cầu voi. Lớp đã khung xong nhà. Ông sắp giờ đẩy đi luôn thôi. Bên ngoài vẫn đang còn dân hưu nhưng có lẽ là lớp đang giật về dần rồi. Thế nhà Mắc Binh dành cho Macedonia này, chúng ta có quyền hy vọng một trận đấu với lớp sẽ tỏa sang. Vàng tử Macedonia. Con giò có lẽ sẽ có công thôi. Còn cái giáp là cái điều xa gì. Vâng, để cái giáp đấy lên chương 3. Quay sang Quýt thì xem Quýt đã lên đời hay chưa. Chẳng Quýt kích đời trận này thôi. Quýt đánh cung dòng bài này, của đánh 26 nông dân. Vâng, Quýt đang đánh lên 26 nông dân cho mày và đánh thẳng cung bên kia. Đều là những bài 25 dân thôi. Vâng, lớp gặp bầu 7, Chí Dích Công, người cầm Kata. Vâng, lên đời xong sẽ là một bi đến từ phía lớp thôi. Thói quen thường thấy. Vâng, lớp với đáng nhi Maxi rất hay và Dummy cũng rất khỏe. Vâng, một chút tâm sự ngoài đề với anh em như thế. Dummy cực kỳ bá, vừa khỏe vừa dai, vừa dài cũng như có giáp. Y có giáp là loại y mà cực kỳ kinh khủng. K
kích luôn giáp cho những con đi. Khi mà bên kia là Kata của công, và những con Ikata nó đang tạm thời có lợi thế một chút. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây là vị trí mà công đang muốn đâm y ngược vào nhà của Max Dê chẳng. Một bi khó ra rất sớm, nhưng phía lớp đạn tàng cực kỳ tỉnh táo trong pha dò nhà bi của mình. Ba dân của công sẽ phải nằm xuống. Một cái pha cực kỳ kinh nghiệm từ phía lớp. Y của chúng ta đã là những con y còn giáp, và chúng ta có quyền đấu. Một pha bắt bài rất tốt đến từ phía lớp. Kinh nghiệm của phía lớp nó vẫn đang làm cái gì đây. Và các game thủ trẻ như chiến công vẫn đang phải chào thua. Y đã có giáp và Y Max C hiểu rằng Kata của công đã có giáp hay chưa. Vâng, lên luôn giáp 4 cực kỳ chắc chảy từ phía lớp. Bên này Quýt rất thoải mái solo với cả Sumeria. Khi mà Quýt là những người con cung đờ của Egypt, lượng máu nhiều hơn. Ông Anh đào lên 4P trong bài này, nhưng dân chúng ta là dân có bánh xe. Ta không hề ngàn. 4 con thề từ Hồng Anh, vài lực khỏe như vậy. Vài Hồng Anh lực khỏe như vậy, 3. Vâng, như vậy Hồng Anh vẫn đủ lực đóng 4PA trong bài này. Vâng, bên kia Mặc thì đang theo dõi những diễn biến của bên lớp. Còn cái bên này em tạm thời quay Quýt thôi. Những con của Egypt vẫn đang đảo. Và Hồng Anh đang phải lui. Cánh bên này tạm thời vẫn đang ổn. Chúng ta quay sang với lớp rừng thì đang có biến thì phải. Y đã là những con lính giáp 4 nhưng không. Đây là ba đơn vị Y của Kata. Có lẽ rằng với lớp đang dập lại một tơn. Y của công vẫn đang chưa có giáp này. Và Y của công vẫn chưa có giáp, mặc dù lượng máu đã sâu hơn. Nhưng giáp vẫn đang chỉ là giáp không dành cho những con Kata trong tay của tiến công trong tuần này. Ngoài lực yếu. Bằng chất may trước đấy phần một tơn do Y cực kỳ tỉnh đến từ phía lớp. Bằng bắt bài công đang đâm y ngược mình. Lớp đang có một con giò cũng như một con ngựa tre và những pha kè nè để biết rằng chiến công đang người đâm người ược ngược y lên nhà mình. Vâng, như vậy công bắt đầu đến giáp 2 cho những con y rồi. Vâng, có lẽ là Quýt cũng cần phải mà mình nghĩ chiến thuật mà tốt nhất là lớp nên vứt khoảng tầm 2 con y sang nhà BA của Quýt để Quýt cắt 2 con giờ sang đây là sao? Và y dẫn y Kata thôi, và nó không có chống cung tốt. Vâng, kích luôn trường đầu khi nhận được khoảng tầm 50 thực đến từ Cam Quýt. Quýt đang sang đây bán y rồi, đánh chất chuẩn bài từ hai game thủ. Và như vậy Quýt đang bỏ nhà và nuôi phía lớp trong trận này để có bài phía lớp khỏe. Còn giữ cung này và đi cùng những con y Maxi. Dứt điểm nhà ông anh là xong. Ngoài ông anh cầm Sumerian thôi. Vâng, Quýt quyết định bỏ nhà trong tuần này để rằng giữ nhà do game thủ phía lớp, bởi vì Hồng Anh đang cầm Sumerian. Một loại quân mà không có bất kỳ đơn vị trận quân nào cả, chống lại những con Imax C trong tay phía lớp. Y đã là giáp 4 và chiếc 3 rồi, đang sừng sững trên bản đồ như những vị thần. Bạn đi đến đâu sự chết chóc sẽ diễn ra tại đấy thôi. Mai mai phía lớp có lẽ màn hình chúng ta nên xem nhất thời điểm này khi lớp đang đỡ nhà. Mọi người một tơn lọt vào, những tơn này thì Hồng Anh lọt vào. Nhưng cũng giờ Hoàng sẽ phải nằm xuống. Tạm thời đớp vẫn đang chết hai nông dân thôi. Còn những con Imaxi nó sẽ cực kỳ bá trong cái map này. Hồng Anh chỉ là cung đờ của Zumbarian, và chúng ta có quyền hy vọng một phê lớp tỏa sáng. Kata của công đã phê, nhưng cẩn thận cái gà không vẫn chưa chết nhiều dân đâu. Vâng, Quýt hoặc lớp sẽ cần phải tách một vài đơn vị quân đi để chăn vào nhà Kata hôm thứ này. Vâng, Quýt tham lại 22 đang tạm thời di sang nhà của Kata này để cố gắng lấy tham nhà Kata, đưa về cái thế mà Velop cả Maxi sẽ solo với cả Zumbarian của game thủ Hồng Anh bên kia. Và rõ ràng để đưa về thế ấy thì rõ ràng Velop sẽ người khỏe hơn rồi. Những con Maxi trong map này cực kỳ bà. Vâng, cùng giờ tạm thời vẫn chưa có giáp, nhưng Quýt vẫn đang muốn điểm. Và Hồng Anh à, bài chiến công là bài mất rất nhiều lực đâm y rồi, thì khả năng cao lạc đà không nhiều đâu. Có tầm 4 đơn vị lạc đà từ chiến công trong tuần này. Lớp đang di sang nhà của Hồng Anh. Ở nhà hay vẫn đang vắt đều. Cái map mà Maxi có bãi vàng trong đó đã khiến cho về lớp cực kỳ ba. Cực kỳ ba trong những bài Maxi có bãi vàng trong như này. Bài có hốc ra để hoài giáp 4 cũng như chiêng 3. Mọi công nghệ cho những con y đang thiếu mỗi cái công 4 nữa thôi thì sẽ là mắc binh toàn bộ dành cho những con y Maxi này. Đang sừng sững gì sang nhà Hoàng Anh tờ này, khả năng cao Hoàng Anh sẽ chết. Bởi vì đây là những đơn vị y của Macedonia. Và tiếp tục là trí thêm y lên cho Velop, và vẫn đang tách một y sang quản nhà Kata của chiến công trong tờ này.
Vâng, tạm lại 38 trên thầu 10. Gọi khung giờ quyết đi cùng không anh nhỉ? Quyết thời điểm này đang có khoảng tầm 6 đơn vị khung giờ. Nhưng từng này khả năng đã đủ không? Quyết đang thủ nhà cho lớp. Mình nghĩ quyết nên đi cùng chứ nhở? Và mình nghĩ tốt nhất là quyết vẫn nên đi cùng với lớp để sang dứt điểm nhà ông anh sớm hơn. Mạnh mẽ của lớp vẫn đang bùng đâm, nhưng mà Hồng Anh vẫn đang có lượng khung giờ khá đông ở nhà. Cẩn thận tên Hồng Anh đang đổi nha. Quyết sẽ về thủ tên này cho về lớp. Vâng, Quyết sẽ phải về thủ. Quyết sẽ phát khung giờ về thủ cho những cái hốc này của Macedonia. Một chiếc hốc chúng ta vẫn đang có cơ sở, có niềm tin về việc phía lớp có thể cân đổi. Vâng, rất đông khung giờ từ người gặp Sumerian và Hồng Anh ép quân quá kinh khủng. Ta cùng hy vọng lớp đâm mi thật khéo bằng kinh nghiệm của mình. Ta cùng hy vọng lớp sẽ đâm có những tên đâm mi cực kỳ chất lượng vào nhà của ông anh. Lượng cung giờ quá nhiều từ ông anh nhưng đang chết khá nhiều dần này. Vâng, thế trận vẫn đang rất khó đoán. Mặc dù chúng ta có ý Maxi nhưng ông anh là lợi thế phát triển cũng như lượng quân nhiều. Vâng, Quýt bắt đầu hồi tham lai là 20/52 rồi. Và quan trọng là chiến công vẫn còn tham. Vâng, tham lai chúng ta bắt đầu để xuống một chút khi mà về lớp vừa rồi và tên mà ăn được khá nhiều dân của ông anh, cũng như khiến cho ông anh mất tay, không thể sắp đều những con giờ Sumerian của mình được. Vâng, thời điểm này có lẽ là lên công 4 nó đang là một điều xa xỉ, bởi vì lượng thực của với lớp không cho phép lớp làm điều này. Vâng, đây là tên ý to, nhưng cung giờ của ông anh đang đứng một con dốc trước cửa nhà. Vâng, cung giờ đứng trên dốc cũng chẳng khác gì những con vừa hít đi cả. Lớp sẽ tăng nhà B thứ 3 chăng? BC. Đến thủ trí công vẫn đang miệt mài một ý thủ, nhưng Quýt vẫn đang có cung giờ chơi vào rất tốt trong tên này. Một tên cung giờ rất to từ của anh đang muốn bắt kích quân y này về lớp. Vâng, mặc dù chúng ta là y bác sĩ nhưng tham của anh đang cực kỳ to trong tên này. Một bài bắt rất trâu quân của ông anh. Bắt đầu sẽ là nhà bi thứ 3 anh cho về lớp bây giờ ngay ra ngoài ăn vàng. Vâng, lớp đang muốn ra ngoài ăn vàng trong tên này. Một BN khó ra. Vâng, vừa ăn vàng và ăn cả gỗ trong tình huống này. Vâng, một tên quân khá to từ ngoài nhưng chúng ta không ăn. Vâng, cung giờ Summer của ngoài những cảm giác nó đang số lượng cực kỳ đông. Rất đông cung giờ ngoài chúng ta đảm bảo ngoài ép quân quá kinh khủng. Đây là một tên chúng ta tạm thời cũng cố gắng vào đấu quân thôi. Còn quan trọng nhất vẫn là tên này. Vâng, quan trọng nhất là tờ này còn muốn giật lại. Con dốc quá cao từ ông anh đang đứng. Lớp đang phải ngồi dài và giật quân về. Nhưng quan trọng tấn công này chúng ta có công được không? Quýt sẽ vác quân về thủ cùng. Quýt tham lại 22. Bắt đầu hồi lại rồi. Như vậy Quýt vẫn đang le ve đi quản thôi. Liệu rằng về lớp có đỡ nhà hay không? Rất đông cung giờ ở nhà đây là khoảng tầm gần 3 kích cung giờ Sumerian từ ông anh. Bài ép quân quá kinh khủng và có lẽ chúng ta cần phải nhờ đến Quýt. Chúng ta cần phải nhờ đến Quýt trong tờ này. Ông anh vẫn đang di quân đến khá đều. Đây là máy Quýt. Vậy Quýt đang bỏ nhà và ốp thẳng vào nhà của ông thủ Hồng Anh tờ này. Ốp xong tờ này khả năng được rồi. Chia một chút quân về cứu hay không? Quyết định ở cam Quýt thôi. Hàng là Quýt đang là 26/52. Quan trọng tờ này lớp sẽ cố gắng và trường như vẫn có thể thủ nhà cho lớp thì phải. Câu giờ bốn nhà bị đang vắt đều rồi. Câu giờ khoảng tầm 2 tên đi nữa ra thì có lẽ rằng lớp cũng sẽ đỡ nhà tươi thôi. Nhưng quan trọng rằng Hồng Anh đang di quân quá sát. Bay nhà vào 2 rồi. Sao mình đang hơi khó hiểu tại sao Quýt không về thủ nhỉ? Mình đang hơi thắc mắc. Mình nghĩ rằng tập này chúng ta ốp nhà bèo Hồng Anh rồi thì Quýt về thủ là hợp lý. Còn nhiệm vụ mà dỡ nhà sẽ để cho về lớp làm. Dường như lớp vẫn đang tự tin với cả năng đỡ nhà của mình thì phải. Tạm lại 44/76, Quýt ơi về đi thật. Chốt e vào.
có chơi tên này. Tên này căng nha, tên này căng là bởi vì in tay Maxi nhưng lượng cung của anh đang rất nhiều. Bơm một chút gỗ từ game thủ cam quyết để đỡ nhà. Bắn lùi vào, không phải toàn BE thôi. Quýt tham 2v2 như vậy, quýt không về cứu mà quýt đang là người hồi. Vâng, bỏ cái tham Maxi đi. Lấy tham nhà hoài cũng như quýt sẽ là người hồi. Vâng, quýt thời điểm này bắt đầu về cứu. Đầu chính xác là về bắt quân. Giá như trước đấy quýt về sớm hơn một chút, có lẽ rằng mọi thứ đã khác hơn rất nhiều. Lớp sẽ không bị lủng nhà cũng như mất tham. Vâng, tham 2 như vậy chúng ta vẫn đang người đè thôi. Hơi đau tim trong tình huống trước đấy. Không, thực ra thì kể cả quýt về cứu nó vẫn đúng, bởi vì đơn giản chúng ta úp được xong nhà rồi, lượng quân nhà ông anh không nhiều. Thì những con Ibaxi của Việt lớp tử sức giữa nhà, mình nghĩ rằng ngay sau khi úp xong nhà quýt giật quân về cứu nó là hợp lý. Chỉ cần khoảng tầm 10 con giờ quýt bắn chuồn trong tình huống vừa rồi thôi, thì có lẽ rằng mọi thứ đã khác đi rất nhiều. Nhưng quan trọng lớp vẫn đang giữ cho mình hốc, và chúng ta đang có quyền giành chiến thắng. Một tuần hơi đau tim rồi, nhưng tham lai đối phương ông anh đang rất yếu. Vẫn vẻ bắt những con đằng đá cuối cùng, những giọt máu cuối cùng của chiến đích cổng. Ông tơ mất tham hơi tiếc nhà Maxi thôi, nhưng mà nói chung là chúng ta vẫn đẻ tham anh em ạ. Thực ra mình đánh giá để nói cách khách quan thì quýt lên về cứu ngay sau khi mà game thủ chúng ta ốp được nhà của ông anh, còn việc giữ nhà thì quýt không nên tham gia. Cá nhân của mình nhận định như thế. Và hôm nay ngồi khác vòng của quýt cũng như lớp, nói rất thoải mái, nói theo những gì mình nghĩ. Còn thường những khi mà ngồi cùng phòng quýt với cả lớp thì thường không dám nói những lời như này đâu, tâm sự với anh em như thế. Vâng, lớp đang hơi mất thay chút trong việc cơ cấu lại nhà. Vâng, vẫn win thôi, nói chung là vẫn cửa sáng vẫn có, vẫn đang cực kỳ lớn cho chúng ta thôi. Vâng, quýt đang ngồi lên tham 26 trên 52 rồi. Bơm vàng cho lớp không anh nhỉ, hay để lên đầu máu. Ôi, bắt đầu cắt dần ra bàn gỗ trong tên này. Thực ra tình huống trước đấy thì mình nghĩ rằng quýt về cứu vẫn là chuẩn, nó không ảnh hưởng quá nhiều đến việc chúng ta ốp nhà ông anh. Nhưng quyết định là game thủ chúng ta vẫn đang, nó đúng, vẫn đang đúng, nó vẫn đang mang lại chúng ta một thế trận mà tươi. Bài mà ông anh đang yếu thần, chúng ta đang ngoài y Maxi có hốc và quýt đang hồi đến tham lai là hơn 30 rồi. Vâng, máy quýt xem nào, bên quýt vừa làm cái trò gì, bên kia ông mặc hô kinh quá. Tham lai hồi đến là 25/56 rồi. Ông anh vẫn đang cố gắng công vào nhà phía lớp. Còn tuần này chúng ta bắt tươi thôi. Tham lai 40/84. Khoảng tầm 10 con Ibaxi đủ không? Lớp đang muốn kéo khoảng tầm là 50 con Ibaxi ra ông tuần này. Vẫn đang phải, ông anh vẫn đang cố gắng đục vào. Thôi thì anh đen hết dần thì anh ạ. Em nghĩ là lớp nên đen hết dần, vác toàn bộ xu này đi thi đấu. Chứ bây giờ để nó vào nó giết, nó tăng thì số kill. Chấp nhận hy sinh dần để lấy quân ông anh tuần này. Liệu rằng ông anh có dám quay lại vào đấu hay không? Bên ngoài cũng đang là một cái quân tiếp theo của ông anh đang di lên, nhưng lượng quân không nhiều. Vâng, đây rồi, ông anh đang có những pha điều giờ cực kỳ hay đến từ ông anh rồi. Những pha điều giờ cực kỳ mãn nhãn đến từ ông anh. Và ông anh đang điều giờ cực kỳ tốt trước Maxi về lớp anh em ạ. Đây rồi lớp. Vâng, ông anh vẫn đang miệt mài điều giờ, những pha điều giờ cực kỳ bá. Ông anh vẫn đang nổi tiếng với những pha điều giờ mà ông anh tạm thời làm được cực kỳ tốt. Nhưng ở nhà thì quýt đang làm sạch khoảng tầm 1.000 con nông dân của ông anh đã phải nằm xuống. Hồng anh hết dần và còn lại cung giờ di xa tư công rồi. Những pha điều giờ cực kỳ hay của ông anh, ông anh vẫn đang cực kỳ bá trong những pha điều giờ của mình. Vâng, điểm mạnh của ông anh là những pha điều cung giờ. Và ông anh vừa rồi điều giờ rất tốt, nhưng hơi đen gặp cái ông cam quýt này, một tên cơ hội đến từ cam quýt và giết khoảng tầm 1.000 con nông dân ông anh đã phải nằm xuống. Tỷ số là 3 trong xe này dành cho chúng ta. Vâng, 3-2 trong dây 2 và 2-0 về C rồi anh em ạ. Đau tim quá, rất đau tim trong pha đỡ nhà trước đấy của phía lớp. Mất rất nhiều tham của Maxi.